Dạ, Huyền xin chào cả nhà nha cả nhà. Bữa nay là Huyền đi ra ruộng, Huyền bắt cá nha cả nhà. Chào cả nhà, Huyền bắt cá nha cả nhà. Thank you.
đi bắt cá mà có ít quá nên thôi giờ bán đây luôn, chị ủng hộ em chứ. Đây nè. Bắt con nào? Bán em con đi. Dạ. Ở nhà. Nó nhỏ mà mập cái này nó ngon ghê á. Không có bịch luôn, lụm bịch bự của người ta luôn nè. Chị 20 ngàn con nha. Đây. Rồi em cảm ơn chị nha. Mất cái chuyện thôi. Dạ. Ý ơi mua cá mày. Ý ơi. Đi ra mua cá ủng hộ cho bánh út nè. Em cảm ơn nha chị. Cá ngon ghê. Ý mua hộ cái ốc con cá ý ơi. Ý. Con ha. Dạ dạ. Nè con chà bá luôn nè. Nè, thấy chưa? Này về nấu canh ngon lắm con. Rồi, cảm ơn con nha. Con đi. Dạ còn con. Nè bỏ chung vô đây luôn nè. Khỏi cứ lấy bịch người ta nhiều. À. Mua cho hết luôn nha cả nhà. À. Rồi, rồi em cảm ơn chị nha. Rồi. Cảm ơn chị nhiều nha chị. Rồi. Được nhiều tiền lắm nha cả nhà. Bữa nay Huyền hên lắm đó. Nè. Quá chừng luôn đó. Dạ, Huyền xin chào cả nhà nha. Dạ, clip Huyền quay tới đây Huyền xin kết thúc nha. Xin cả nhà đăng ký kênh ủng hộ Huyền nha. Và cho Huyền xin bình luận và nhiều lượt xem để cho Huyền có động lực để Huyền làm cái clip hay hơn, đẹp hơn cho cả nhà coi nha. Xin chào cả nhà, Huyền đi về nha.